Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Đăng Mạnh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong thời lượng 10 phút của bản tin. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và các cơ quan liên quan đã tổ chức lễ phát động cuộc thi ảnh video Việt Nam Hạnh Phúc Happy Việt Nam 2024. Cuộc thi là một trong những hoạt động trọng tâm của chuỗi sự kiện truyền thông triển lãm về quyền con người tại Việt Nam 2024. Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng cuộc thi có phần huy động sức mạnh tổng hợp của mọi tầng lớp nhân dân trong các nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế vào công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam ra thế giới nhằm khẳng định với thế giới rằng Việt Nam là một đất nước thanh bình tươi đẹp, đang phát triển năng động và là một quốc gia hạnh phúc. Khoảng 100 đến 150 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo sẽ được ban tổ chức lựa chọn trưng bày triển lãm phục vụ công tác thông tin đối ngoại ở trong và ngoài nước, tổng giá trị giải thưởng hơn 400 triệu đồng. Điều kiện dự thi là các tác phẩm được sáng tác từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến thời điểm nhận tác phẩm và chưa từng được gửi dự thi hoặc đạt giải tại bất kỳ cuộc thi và triển lãm nào trước đây. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 20 tháng 8 năm 2024. Tác giả gửi trực tiếp tác phẩm dự thi trên website https://happyvietnam.vn. Năm 2023, Hưng Yên có 19 doanh nghiệp triển khai lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà phục vụ mục đích tự dùng, không phát lên lưới của ngành điện, gồm 32 hệ thống với tổng công suất các tấm pin là 28,8 MWp. Qua rà soát, trên địa bàn tỉnh có 413 tổ chức cá nhân, gồm 50 tổ chức doanh nghiệp và 363 hộ gia đình đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất khoảng 56,8 MWp. Việc đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, người dân như giúp giảm chi phí tiền điện tương ứng với sản lượng điện sinh hoạt cung cấp cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, nhu cầu sinh hoạt của người dân, giảm phát thải khí carbon, sản lượng điện dư thừa phát lên lưới bán cho ngành điện. Thưa quý vị và các bạn, vụ việc chiều ngày 18 tháng 3, công ty trách nhiệm hữu hạn dệt nhuộm Gia San trong khu công nghiệp dệt may Phố Nối xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường được Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phát hiện và phản ánh, nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Chiều qua, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng một số cơ quan chức năng, chính quyền địa phương có buổi làm việc với các đơn vị liên quan và khẳng định trách nhiệm trong vụ việc này thuộc về công ty cổ phần phát triển hạ tầng dệt may Phố Nối và công ty trách nhiệm hữu hạn dệt nhuộm Gia San. Hai đơn vị này có thể phải đối diện với nhiều mức xử phạt, thậm chí là phải bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm nghiêm trọng. Thông tin tại buổi làm việc cho thấy đây không phải là lần đầu các đơn vị này để xảy ra vụ việc tương tự. Tháng 6 năm 2011, với việc để công ty Gia San xả thải vào hệ thống thoát nước mưa, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên xử phạt công ty cổ phần phát triển hạ tầng dệt may Phố Nối hơn 2 tỷ đồng. Trước đó, tháng 2 năm 2011, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường đã xử phạt đơn vị này vì hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn, khắc phục vụ việc năm 2011, vị trí bể phốt thu gom nước thải của công ty Gia San ra hệ thống của khu công nghiệp đã được nâng cao hơn mức bình thường. Tuy nhiên, chiều ngày 18 tháng 3, nước thải của công ty này vẫn vượt cả thành bể, đã được nâng cao và tràn ra ngoài, chảy về hệ thống thoát nước mưa, rồi chảy ra kênh T36. Ghi nhận tại hiện trường, chiều ngày 19 tháng 3 cho thấy các biện pháp khắc phục còn chậm và chưa triệt để. Thậm chí là tại buổi làm việc, công ty Gia San vẫn chưa có báo cáo bằng văn bản. Ý kiến của các cơ quan chức năng và địa phương yêu cầu làm rõ nguyên nhân vụ việc, xác định đây có phải là sự cố môi trường bất khả kháng hay không và cần có biện pháp xử lý trước mắt cũng như lâu dài. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này cho các bản tin sau. Tiếp theo là phần tin trong nước. Phản hồi ý kiến doanh nghiệp FDI lo ngại về tình trạng thiếu điện cho sản xuất, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cam kết không để thiếu điện trong năm 2024. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 05 liên quan đến cân đối điện, đảm bảo không thiếu điện trong mọi tình huống. Bộ Công Thương đang nỗ lực cùng ngành điện để thực hiện nhiệm vụ này. Bộ cũng khẳng định và cho biết không chỉ cấp điện ổn định mà còn nâng cao chất lượng nguồn điện. Sở Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo kết quả thực hiện đề án phòng chống khai thác cát trái phép trên vùng biển Cần Giờ và vùng giáp ranh giữa thành phố với các tỉnh. Theo đó, trong năm 2023, thành phố đã bắt và xử lý 45 vụ khai thác cát trái phép. Số liệu báo cáo của Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố cho thấy, trong năm 2023, các đơn vị đã bắt và xử lý 45 trường hợp khai thác, kinh doanh, vận chuyển cát không có nguồn gốc hợp pháp với 107 phương tiện.
Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính khoảng 2 tỷ 643 triệu 450 nghìn đồng, tịch thu 12.489,84 mét khối cát. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, việc phòng chống khai thác cát trái phép trên vùng biển Cần Giờ và vùng giáp danh còn gặp một số khó khăn. Cụ thể, hiện nay, địa điểm tập kết tạm giữ tang vật phương tiện vi phạm còn hạn chế. Điều này gây khó khăn cho việc trông giữ, bảo quản tang vật phương tiện vi phạm không đảm bảo an toàn, dễ hư hỏng và thất thoát. Ngoài ra, việc chế tài xử lý đối với hành vi mua bán vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp chưa đủ sức răn đe đối với đối tượng vi phạm. Sau chuyến bay từ Hà Nội và có nguyên buổi chiều để nghỉ ngơi hồi phục thể trạng, tối hôm qua 19 tháng 3, đội tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên trên sân tập thuộc khu phức hợp thể thao Genora Bung Karno chuẩn bị cho trận đấu gặp chủ nhà Indonesia diễn ra vào ngày 21 tháng 3 tới. Nhiệt độ ngoài trời buổi tối tại Jakarta khá dễ chịu, khoảng từ 27 đến 29 độ. Điều kiện này khá thuận lợi cho việc tập luyện và thi đấu. Tại buổi tập, huấn luyện viên Philip Chuse tiếp tục triển khai giáo án quen thuộc. Tuy nhiên, cường độ vận động được đẩy lên cao hơn nhằm giảm sức ỉ cho các cầu thủ. Nhà cầm quân người Pháp cũng đang có trong tay lực lượng sung sức nhất, không có trường hợp nào bị chấn thương hay gặp vấn đề về sức khỏe. Theo kế hoạch, tối nay đội sẽ có buổi tập chính thức trên sân vận động Gelora Bung Karno. Tuy nhiên, theo thông báo từ AFC, để bảo dưỡng mặt cỏ phục vụ cho trận đấu ngày 21 tháng 3, cả hai đội tuyển Indonesia và Việt Nam đều không được tập trên sân này. Trên thực tế, mặt cỏ sân thi đấu Bung Karno chưa kịp hồi phục sau sự kiện âm nhạc và sự kiện phục vụ tranh cử tổng thống diễn ra hơn một tháng trước được tổ chức tại đây. Do không có buổi tập làm quen sân nên ngày mai thầy trò huấn luyện viên Philip Chuse sẽ có buổi tham quan sân vận động Gelora Bung Karno nhằm giúp cho các cầu thủ có cảm giác tốt hơn về không gian của địa điểm thi đấu, sau đó sẽ tiếp tục tập trên sân tập mà đội đã tập luyện vào tối ngày 19 tháng 3. Sau đây là phần tin quốc tế. Ngày 19 tháng 3, Tổ chức Giám sát Không khí IQE của Thụy Sĩ đã công bố danh sách các quốc gia có nồng độ khói bụi cao nhất thế giới trong năm 2023. Trong đó, 3 quốc gia ở khu vực Nam Á là Bangladesh, Pakistan và Ấn Độ có chất lượng không khí kém nhất. Dựa trên dữ liệu từ hơn 30.000 trạm quan trắc ở hơn 134 quốc gia và khu vực, báo cáo của IQE cho thấy nồng độ trung bình bụi mịn PM2.5, hạt bụi nhỏ trong không khí có khả năng gây tổn thương phổi ở Bangladesh và Pakistan lần lượt là 79,9 và 73,7 microgram trên 1 mét khối. Con số này cao hơn khoảng 15 lần so với khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới WHO là không quá 5 microgram trên mỗi mét khối. Ô nhiễm không khí ở Ấn Độ cũng tăng với nồng độ PM2.5 cao hơn khoảng 11 lần so với tiêu chuẩn. Trong đó, New Delhi là thành phố có nồng độ bụi mịn cao nhất ở mức 92,7 microgram trên 1 mét khối. IQE lý giải do tác động của điều kiện khí hậu và địa lý, tình trạng ô nhiễm không khí ở khu vực Nam Á khiến nồng độ bụi mịn PM2.5 tăng mạnh. Chuyển sang thông tin khác. Cảnh sát thành phố Malaga ở Tây Ban Nha đã lần đầu tiên thử nghiệm sử dụng chó robot để tuần tra tại trung tâm thành phố này. Sự kiện đã tạo nên sự thích thú và bất ngờ với người dân nơi đây. Đây là chó robot được nhóm nghiên cứu Đại học Malaga thiết kế trong 2 năm nhằm giúp cảnh sát phát hiện các hành vi vi phạm giao thông như chạy scooter điện ở khu vực cấm. Hiện chó robot vẫn hoạt động theo cơ chế điều khiển từ xa. Tuy nhiên trong tương lai, nó có thể sẽ được tích hợp trí tuệ nhân tạo AI để phụ hoạt động. Theo nhóm nghiên cứu, điểm nổi bật trong dự án này là nhóm đang nghiên cứu sử dụng công nghệ 5G để điều khiển từ xa và thực hiện phân tích hình ảnh, phát hiện các tình huống nguy hiểm. Được tổ chức lần đầu tiên kể từ năm 2013, ngày 20 tháng 3 hàng năm đã được Liên Hợp Quốc chọn là ngày quốc tế hạnh phúc nhằm kêu gọi tất cả mọi người nâng cao nhận thức tầm quan trọng của hạnh phúc trong cuộc sống. Theo báo cáo Hạnh phúc Thế giới được công bố hôm nay 20 tháng 3, Phần Lan tiếp tục đứng đầu thế giới năm thứ 7 liên tiếp. Phần Lan đứng đầu danh sách quốc gia hạnh phúc nhất thế giới năm thứ 7 liên tiếp, theo sát là Đan Mạch và Iceland. Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe và Đại học Oxford và là biên tập viên của báo cáo Hạnh phúc Thế giới, giáo sư Jan Emanuel Dunneville cho biết các yếu tố góp phần mang lại hạnh phúc cho người dân là GDP bình quân đầu người, phúc lợi xã hội, tạo tâm lý ổn định và tuổi thọ khỏe mạnh. Báo cáo cho biết mức độ hạnh phúc đã giảm sút ở Trung Đông và Bắc Phi, với mức giảm ở nhóm tuổi trung niên nhiều hơn so với người già và người trẻ. Afghanistan và Liban bị chiến tranh tàn phá vẫn là hai quốc gia bất hạnh nhất trong cuộc khảo sát.
Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.